Quỳ trên thảm và duỗi thẳng chân phải về phía sau, song song với mặt đất, giữ nguyên tư thế trong vài giây. Duỗi thẳng tay trái về phía trước và giữ nguyên tư thế. Thư giãn và thu chân tay về vị trí ban đầu. Lặp lại tương tự với chân trái và tay phải. Lợi ích: cải thiện cân bằng và săn chắc vùng bụng.